Sau khi cân nhắc kỹ thì nhà mình quyết định là sẽ đi cả cái xe ô tô lên phà luôn các bạn ạ. Vì chi phí nó tiết kiệm hơn so với việc mình lên trên đảo xong mình lại thuê cái xe ô tô lẻ ở ngoài, mà nó nếu như không thuê được xe ô tô thì mình phải đi xe buýt ấy. Xe buýt thì nó cũng hơi vất vả trong cái chuyện là chuyển rồi tìm rồi đợi ra, nên mình sẽ mua cái vé cho xe ô tô dưới 5 mét và lên cả nhà mình là lên nhá. Đi Sodoshima. Đây là những cái ô tô nó sẽ xếp hàng lên phà các bạn ạ. Sau khi tính toán kỹ, nhà mình quyết định là mang cả ô tô lên trên đảo để lái xe luôn trên đảo chứ không cần phải lên trên đảo thuê xe hoặc là đi xe buýt trên đảo nữa. Trên là phe đi đây này, cô bé lên bom tàu để xem nhà, rồi đưa cẩn thận ngã nhá. Đây tàu này, từng thượng của nó dài lắm. Sodoshima là một cái hòn đảo nhỏ, nó rộng khoảng độ 150 km² thôi, thuộc tỉnh Kagawa. Hòn đảo này nổi tiếng với địa điểm du lịch vì có những cái vườn cây ô liu với cái số lượng là trên 1.000 cây, các cái khu phố cổ và các cái nhà máy sản xuất soju là cái tư nghiệp đấy các bạn, tôi đen đen đấy. Vườn nuôi khỉ hoang và một con đường tình nhân, và cái con đường này đặc biệt là chỉ hiện lên khi thủy triều xuống. Một điều đặc biệt nữa của hòn đảo này là hòn đảo này kết nghĩa với hòn đảo Milos của Hy Lạp, nên là Hy Lạp họ mang rất là nhiều cây ô liu sang bên này để cho cái hòn đảo này trồng. Đây cũng là lý do vì sao mà bạn có thể bắt gặp cây ô liu khắp nơi ở trên hòn đảo. Chuẩn bị đến rồi. Thế là mình xuống xe rồi các bạn ơi. Đây, đây là phòng ở trên mình ngồi, bây giờ mình đến nơi là mình xuống xe thôi. Đây, mọi người đi xe bây giờ xuống dưới hết rồi, chuẩn bị cả. Em một quên nhau con đi. Đây, khá là rộng. Ngày thứ ba của hành trình bắt đầu bằng cái chuyến lên phà, đưa ô tô lên phà lên đến đảo Sodoshima, là cái đảo tiểu đậu đó. Dịch nôm na là đảo tiểu đậu. Đảo này nó chỉ có vài nghìn người dân số sinh sống thôi. Nhưng mà mình lên đây thì mình thấy là hệ thống đường bộ rất là văn minh, tiện lợi, dễ đi. Thì bây giờ nhà mình cùng xuất phát đi thăm các cái điểm du lịch trên đảo này nhá. Ở đây nhá, ở đây là nổi tiếng với các loại cây, cái quả ô liu con ạ, người ta mang từ Tây Ban Nha sang ấy. Thì quả ô liu này thì ăn salad thì rất là tốt cho sức khỏe này. Ngoài ra ở đây còn đảo này còn nổi tiếng với cả cái gọi là tương ấy, tương xì dầu của Nhật ấy. Đấy thì mẹ con mình sẽ đi lần lượt như thế nhá. Ra cái cánh đồng ô liu này, xong rồi đến cái xem một cái xưởng sản xuất soju nhá. Đây dân đảo ở đây họ sống trên những cái nhà mà có cái gỗ nâu nâu này, cái này các bạn ạ, rất là đặc trưng ở đây. Đây, đây là quả ô liu đấy các bạn ạ. Những trái ô liu còn rất là xanh. Sản xuất ở
thôi đi ngay. Cô nhà nè. Ờ đúng rồi đi. Nhưng mà xa quá không đi. Mùi soi yu các bạn ạ, mùi soi yu nồng nàn trong gió, mùi xì dầu. Xì dầu Nhật nó hơi khác với xì dầu Maji nhà mình một chút ấy. Nhưng mà đại khái thì là đó, đây cũng là di sản văn hóa đấy. Đây, đây là nhà này là cũng là nhà nấu kho nấu soi yu đấy. Để đi. Hổ nấu đây. Đấy, ngôi nhà coi như là đen về sương gió. Mùi nhị, mùi soi yu nồng nàn trong gió các bạn. Mùi lên men của cái hạt đậu tương. Đây này, bốc vào từ cái cửa sổ này này. Đây là cái nơi mà người ta cho mình quan sát xem á. Chị sản xuất soi yu. Đây này, đây là cái thùng soi yu này con này. To chưa? Anh chàng chịu ôm thôi mà. Các cái sản phẩm từ tương đấy các bạn. Nhiều loại lắm, ở đây họ nấu rất là nhiều loại. Có gạch lại cho cả tiên lương. Các mình gia vị vào đấy. Ngon đấy. Đấy, những cây xô, cây ô liu dọc đường nhiều lắm các bạn ạ. Đấy. Và cây con họ đang ươm này. Họ đang ươm cây này. Đấy. Nhà nào cũng có vài cây ô liu. Đấy, xô yu ở đây này nên là ở đây đen xì xì lên đó các bạn ạ. Tường, tiếp các thứ. Phong cảnh là thứ là đen á. Và xô yu ở trong tức là xì dầu ở trong cái món ăn của người Nhật ấy thì nó cũng giống như là nước mắm của mình. Đấy, nó quan trọng như nước mắm mà nó cũng rất là có ý nghĩa trong cuộc đời sống rồi đấy. Đây, bây giờ mình sẽ vào xem. Nên đi. Cô bé cứ để trong cho. Ôi dồi ôi, nấu. Nấu nào. Đấy, đây là quá trình sản xuất soi yu các bạn. Là xì dầu đầu tiên là phải rang cái hạt lên ha, xong xay nhuyễn nó ra ha, rồi hấp nó này, xong rồi sấy khô này, xong rồi cho muối và trộn với muối này, rồi ủ nha, ủ này, này. Đấy, ủ rồi xong bắt đầu sản xuất đóng gói công nghiệp đó, nghĩa rất là nhiều các bước phải không? Đấy, còn đây là đây là muối này, đây là đậu tương mặc sắt vỏ rồi này, đấy đây là lúa mạch này, đấy, các cái loại nguyên liệu nhá, xong rồi các loại này, đấy, rồi các cái thùng ủ đấy, có ủ và các cái loại này này, thực ra soi yu thì mình xì dầu mình cũng biết là mỗi từ mỗi loại thực ra nó có loại hơi nhạt này, hơi mặn hơn này, màu đậm hay màu nhạt này, thì người Nhật ấy thì họ hay dùng soi yu, họ dùng xì dầu này như là nhiều như là Việt Nam mình dùng nước mắm ấy, cho nên nó có rất là nhiều loại. Mà thực ra nước mắm của mình cũng có nhiều loại phải không các bạn? Đây là gì đấy các bạn ơi? Đây là cái thùng ủ đấy. Cỡ của nó phải chui vào một người được đấy này. Đấy. To quá nhỉ? Bao nhiêu được? 5.400 lít. 5.400 lít. Gần 6.000 lít cái bình. Mà mình nghĩ là nước mắm ở Việt Nam cũng vậy đúng không? Phải sản xuất thùng to này. À đây là những cái máy triển lãm, cái máy cơ. Đây thùng soi yu nhá. Thùng ủ đấy. Hay quá nhỉ, rất là nhiều. Một cái câu, một nguyên một cái nhà máy cũ ở đây. Đây là cái lò để rang đậu à. Đó, ngày xưa đây. Cái thiết bị, trang thiết bị lại họ họ triển lãm lại. Oh.
Nó, đấy là cái con ạ. Những cái là những cái chày, những cái cối đấy, để giã rồi đập rồi các thứ cụ. À. Anh nhà này thú vị không? Hay nhỉ? Ừ. Mình À còn đây là những cái chén, những cái cốc mà sau khi mà mình ấy xong thì mình thử các bạn, thử xem là vị thế nào. Hạt đậu mà hấp xong á, ủ cho nó nhừ ra vậy cho hai có thể nó đã bở ra để còn tiếp theo á, cái đoạn tiếp theo xong. Đúng rồi, đúng rồi. Bao nhiêu lít cho vừa nhỉ? Uống này cả đời chả hết được đúng không? Đây, một phần không thể thiếu là mình sẽ vào mình mua đồ ăn vặt và xôi yêu với lại đặc sản đây. Còn đấy nhá, đúng không? Có kem không? Ice cream ấy được không? Ice cream ở đấy mà. Đây là yêu cẳng, tức là bánh kiểu bỏ xôi yêu vào đây. Ô, nhiều quá nhỉ. Đi nào con, ra ngoài đi. Kem giống như kiểu mình ăn sẽ thử gọi như kiểu kem xì dầu thì ở Việt Nam sẽ là kem nước mắm như nào nhỉ các bạn nhỉ? Đổ, đây cần gì? Cheese chứ? Thử cắn mới thế mà. Cheese ra rồi. Mùi như kiểu mùi pha mát à? Mẹ thử nhá. Kem kem xì dầu các bạn ạ, kem xì dầu 300 yên tức là 60 nghìn một cái đấy. Ở Việt Nam thì như kiểu kem nước mắm không biết ăn vị như nào nhỉ? Mùi như mùi pha mát rồi. Về thử đổ xì dầu vào kem ăn nha. Ngon miếng. Ngon bố. Ôi xì, ăn đi cô. Nên chi dài. Ôi xì dầu. Ngon đúng không? Ngon là lạ. Ngon xì. Ngon nhỉ? Ngon lắm. Ngon kem ngọt. Cười cười. Cái vị nó đây, cái vị nó cuồn cuộn các bạn ạ, nó cũng mặn mặn đậm đậm, nó cũng không phải là không ăn được, nó cũng phải là không ngon mà nó lạ lạ. Thôi lần sau mình nói chung mà đã mất công ở đây thì thăm xong cũng nên ăn thử một cái nào, vì mình nghĩ là nó có vị rất là đặc biệt đấy đúng không? Vườn cây ô liu là một địa điểm mà phải check in ở đây ý, với cái quang cảnh rất là đặc biệt, đấy là cối xay gió và vườn cây ô liu thiết kế theo kiểu Địa Trung Hải. Thì ở cái vườn cây này có rất nhiều cây ô liu cổ thụ này, cho ra nhiều những cái cây quả ô liu rất là nhỏ, chữ chịt. Ngoài ra cái cối xay gió này là nó còn là cái địa điểm mà rất nhiều các bạn trẻ đến đây xong đó thì mượn được cái chổi và cùng dùng cái chế độ chụp ảnh đặc biệt ở trên điện thoại để mà chụp ra những cái bức ảnh giống như là trong cái bộ phim Cô Phù Thủy Nhỏ ấy, đi giao hàng. Thì nhà mình cũng ba mẹ con cũng rất là cố gắng nhảy lên nhảy xuống dập dìu và để chụp được những cái bức ảnh. Đến đoạn này thực ra là nhà mình có những kỷ niệm rất là vui, nhưng tuy nhiên thì lại bị mất các phim các bạn, khi mà copy là bị lỗi nên là bây giờ không còn phim để mời để cho các bạn xem nữa, nên là mời các bạn theo dõi qua ảnh nhá. Cái điểm tiếp theo gia mình đến thăm là công viên khỉ tự nhiên ở trên hòn đảo này. Ở đây mình có thể mua thức ăn ấy và rồi vào cho nó chúng nó ăn. Thì trẻ con nhà mình nó rất là háo hức tại vì là chưa bao giờ được cho khỉ ăn cả. Gấp giận nhau đấy. Đấy. Ăn thấy. Thôi, chú lại gà lấy chưa rồi. Đã bóng quá là chú đúng. Chú đúng không chú rồi. À, em chơi kìa. Đấy, em khảo rồi. Chú chơi to rồi. Ông phần này. Hello.
拜拜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 拜
Xoay trong tay mình có gì không này? Đấy, bám tay vào bọn nó ra đây. Cẩn thận nó cầm giật bố được kính đi nha. Là vì sợ quá dở hai tay. Là vì sợ quá rồi. Sau khi đã đi dạo tất cả các địa điểm khác ở trên đảo ấy, thì đến buổi chiều các bạn đừng quên với một cái địa điểm tuyệt vời ở trên đảo này, đấy chính là con đường thiên thần. Nó là một cái dải cát dài 500m nối ba cái đảo nhỏ và đảo Sodoshima. Cái con đường này ấy, là một trong những cảnh sắc rất là đặc biệt của Nhật Bản và nó chỉ xuất hiện là một ngày hai lần thôi các bạn khi thủy triều xuống thấp. Bạn có thể đi ra đây ngắm một mình, nhưng mà đặc biệt nếu như là bạn có người yêu đang trong tâm trạng yêu thì nhớ là phải dẫn các người yêu của mình đến đây ý. Là bởi vì cái con đường này người ta tương truyền rằng là những cặp đôi cùng nhau dẫn tay nhau đi dọc hết con đường này sẽ được hạnh phúc với nhau đến suốt đời. Trời ơi, cái quán này đông nhá, rất là nổi tiếng luôn, là vào phải đặt trước, nhưng mình không đặt trước thì em vừa phải xin xỏ cái bài là tôi lái xe từ thành phố Yokohama đến đây ý. Mong thông cảm, thế cũng được thông cảm với các bạn ạ, bây giờ vào đợi nhá. Đây là cái nhà máy đấy các bạn ạ, họ vừa kéo tay cái có loại mì á, mì sợi nhỏ màu trắng của Nhật. Bên này họ làm này, bên này họ làm quán ăn này. Thì bây giờ mình đang đợi gọi. Mình không có hẹn trước mà, cho nên mình phải đợi người ta làm thế nào. Người ta gọi một lúc thì mình vào. Mang cho mình cái nước trà này. Thế này là cái Nhật nó có một cái gọi là khăn lau tay đấy, giống như mình ấy, khăn ướt. Nhưng mà cái này đúng là giãn cách xã hội các bạn, rộng lắm này. Cho mỗi thằng một bàn thanh thang luôn. Đúng là đảo khăn luôn. Giỏi lắm. Thế bây giờ mình sẽ lấy menu mình gọi mình ăn nhá. Đây bố ơi, ở đây menu rất là đơn giản thôi, nó chỉ có mì tươi này, chấm này, hoặc là mì ô liu này. Đấy. Thế còn đấy thôi. Hai loại thôi. Hai ô liu đi. Mà lửa nửa, hai nửa, hai ô liu hai thường nhá. Quyết xong, ăn. Con ăn cứ gọi chung để mọi người ăn ha. Tuyệt chứ. Đấy, bố con lên cho nhau xem ảnh những người nổi tiếng cái quán này đấy. Quán này cũng nổi tiếng mà. May quá đúng là. Và được chứ không thì lại tiếc nuối vì đến đây mà không ăn cái đặc sản cái mì kéo tay này các bạn ạ. Kéo tay mà mì tươi. Mì tươi ấy thì là rất là tiếc. Tại vì ở Tokyo hoặc là các tỉnh khác thì nó bán cái mì kéo tay này rất là nhiều mì khô nhá. Và bán nhiều nhưng mà ăn được mì tươi mà ăn được chính cái nơi người ta sản xuất cái này thì cảm thấy quý đúng không? Mà nhất lại còn là đi làm YouTube để cho mọi người xem mà được cho các bạn sâu được cái thấy cái mì tươi thì mình lại càng mừng hơn. Thì cái quán này ấy, thứ nhất là vào không gian rất là rộng này, thứ hai nữa là nhân viên thì kín mít luôn,
Nên mình buồn cười quá vì mình nghĩ là chắc là họ cũng sợ ấy của corona, bởi vì corona mà nhỡ mà bị lây ấy, thì kiểu cái đảo nó là đảo kín mà lây cho cả đảo, bác sĩ thì không có chắc là chết, nên họ cẩn thận cũng là đúng thôi. Vì mình lại bị mất dữ liệu ấy, cho nên là mình chỉ có thể giới thiệu với các bạn là cái hình ảnh của cái mì này như thế nào. Nó là cái mì sợi kéo tay, trắng trắng như là sợi bún ấy, chấm với cả nước sôi yêu và nước hầm cá ngừ. Rất là simple ấy mà ngon.